Mạch điều khiển tốc độ động cơ BWM 5V hay 18V là một mạch có chức năng điều khiển tốc độ của động cơ với công suất tải có thể lên đến tối đa là 80W. Mạch sẽ sử dụng phương pháp điều động xung để điều khiển tốc độ của động cơ. Với điện áp hoạt động của mạch sẽ là từ 5 đến 28V DC, cùng dòng tải chịu đựng tối đa sẽ là 3A. Điện áp này sẽ được cấp thông qua các chân power cộng trừ, ngõ ra sẽ được cấp qua các chân có ký hiệu là motor có trên mạch. Lưu ý là motor của chúng ta bao nhiêu vôn thì chúng ta sẽ cấp nguồn bấy nhiêu vôn cho mạch hoạt động. Và ta có thể điều chỉnh tốc độ của động cơ từ 5 đến 100% thông qua một chiếc ép có sẵn ngay ở trên mạch. Với kích thước nhỏ gọn cùng với các thông số như trên, ta có thể sử dụng mạch để điều khiển nhiều loại động cơ khác nhau như các động cơ 5V, động cơ 775, v.v. vô cùng tiện lợi. Và để xem được các thông tin chi tiết khác cũng như thông số kỹ thuật, sơ đồ lắp đặt và video hướng dẫn, các bạn có thể truy cập vào đường dẫn ở phần mô tả video hoặc tìm kiếm với mã của sản phẩm, và đặc biệt các bạn có thể quét mã QR ở bên trên để truy cập dễ dàng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.